Lúa Vàng 2021, show phát thanh truyền hình tương tác dành riêng cho giới mộ điệu cải lương với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ban giám khảo nổi tiếng, thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ Thanh Hằng. Chương trình được phát sóng lúc 14 giờ thứ bảy trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, kênh FM 100.4 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, kênh FM 98.4 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, kênh BLTV Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và kênh truyền hình HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. 13 giờ thứ tư kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Giải thưởng hấp dẫn 100 triệu đồng tiền mặt, cúp mạ vàng danh giá bông lúa vàng. Chi tiết liên hệ hotline 0916 603090. Bông lúa vàng 2021, cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương. Quốc Tuấn xin mến chào tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với cuộc thi bông lúa vàng tỏa sáng tài năng cải lương với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ở số phát sóng tuần trước, chúng ta đã cùng theo dõi lại phần dự thi của 6 thí sinh xuất sắc ở vòng trổ đồng cuộc thi bông lúa vàng năm 2021. Ở số phát sóng lần này, tiếp tục sẽ là phần dự thi của 6 thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng lúa vàng năm nay. Nhưng mà trước khi chúng ta cùng xem lại phần dự thi này thì chắc là chúng ta cũng phải theo dõi coi cái chặng hành trình mà các thí sinh của chúng ta đã chuẩn bị những điều gì để đến với vòng lúa vàng năm nay. Thì xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Thí sinh Trần Văn Lợi, một chàng trai quê hương An Giang, với kinh nghiệm ca hát sân khấu tự do và sở hữu giọng ca mùi, thí sinh Trần Văn Lợi chinh phục ban giám khảo với số điểm khá cao ở buổi thi đầu tiên vòng trổ đồng để được vào vòng lúa vàng. Kính chào ban tổ chức, kính chào ban giám khảo và quý vị khán thính giả đang nghe đài gần xa. Em cũng rất là vui, rất là vinh hạnh khi được ban tổ chức và ban giám khảo chọn vào vòng lúa vàng. Em rất cảm ơn ban giám khảo và ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em. Nói chung là khi em bước vào vòng lúa vàng thì cảm giác của em rất là lo, vừa mừng vừa lo. Như là vào vòng lúa vàng thì có chiếc đoạn, không biết mình có tải nổi cái chiếc đoạn hay không. Thì kính mong rằng quý vị khán giả hãy ủng hộ cho em và bình chọn cho em. Thí sinh Trần Chí Tâm, quê hương Hậu Giang. Chí Tâm vượt qua các bảng thi ở vòng trổ đồng nhờ chất giọng khỏe, nhịp nhàng. Đến với vòng lúa vàng là một kết quả của nhiều năm khổ luyện với cuộc thi bông lúa vàng. Lời đầu tiên xin kính chào ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý khán thính giả gần xa. Em xin tự giới thiệu, em tên Trần Chí Tâm, đến từ Hậu Giang. Sở thích của em là đam mê ca hát. Và hôm nay em rất vui mừng khi được bước tiếp vào vòng lúa vàng. Và trước khi bước vào vòng lúa vàng thì em đã trải qua vòng thi trổ đồng. Và ở vòng thi trổ đồng thì em đã thể hiện hai bài hát. Hai bài hát này thì em rất là tâm đắc. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng gặp một chút ít khó khăn về quay clip. Phải quay tới quay lui rất nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng đã quay thành công hai clip rất là ưng ý để gửi đến ban tổ chức. Và cuối cùng em cũng đã thành công ở vòng thi trổ đồng để em bước tiếp vào vòng lúa vàng. Dạ, cuối lời thì xin cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức cũng như cảm ơn quý khán thính giả gần xa cũng đã yêu thương em và các thí sinh. Và mong rằng quý khán thính giả gần xa sẽ tiếp tục bình chọn cho em cũng như cho các thí sinh ở những vòng thi sau nhé. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thí sinh Nguyễn Quốc Đồng, ở vùng đất Cà Mau, từng ở phía Nam Tổ quốc, yêu ca hát nghệ thuật sân khấu cải lương từ nhỏ. Quốc Đồng sở hữu giọng ca nam trầm, được đánh giá có chất giọng gần giống với nghệ sĩ Thanh Sang. Hãy nghe lời tâm sự của Quốc Đồng khi được vào vòng lúa vàng, cuộc thi bông lúa vàng năm nay. Dạ, kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Quốc Đồng, số báo danh của em là 117, em đến từ Cà Mau. Và hôm nay thì em chính thức được bước vào vòng thi lúa vàng của cuộc thi bông lúa vàng năm 2021. Thì hiện nay cảm xúc của em đang rất là hồi hộp, rất là rung.
và cũng rất là phấn khởi vì mình đã được bước chân vào tới vòng này rồi cùng với 12 bạn thí sinh khác, 11 bạn thí sinh khác. Thì nói chung là bây giờ em đang rất là lo lắng cho vòng thi này. Và em còn nhớ lại cảm xúc của vòng thi trước, đó là vòng mà chỗ đồng. Thì ở vòng thi trước em đã chọn bài Vọng Cổ Tấm Tình Quê của soạn giả Thanh Hiền và bài cổ bản Mảnh Đất Yêu Thương của tác giả Hoàng Oanh. Thì để thực hiện được hai bài hát đó thì em đã phải nói là rất là vất vả, kỳ công để có thể là quay chắc cũng khoảng 20 lần để hoàn thành được bài thi của mình. Em nhớ là em quay từ ngày sáng ngày hôm trước mà mãi đến tận nguyên một ngày hôm sau luôn thì em mới có thể là quay được một cái bài chỉnh chu mà gửi đến ban tổ chức để tham gia phần dự thi của mình. Và với vòng trước thì em chọn bài hai bài đó tại vì em cảm thấy là nó phù hợp với chất giọng của em để em có thể là thể hiện tốt phần thi đó để mà mình có thể gửi đến ban giám khảo để cho mình có số điểm là cũng tương đối. Và may mắn là em đã được bước vào vòng lúa vàng khi mà em chọn hai tác phẩm vừa rồi. Và vòng này thì đó là vòng vòng lúa vàng thì em chọn trích đoạn cải lương Hòn Vọng Phu của tác giả Lưu Quang Vũ, chuyển thể Mộc Linh. Và với trích đoạn này thì em cũng đã nhờ các anh chị cô chú đi trước tư vấn rất là nhiều để có thể là giúp em chọn được một cái tác phẩm phù hợp với nhân vật, phù hợp với vai của mình. Và em hy vọng lần này em sẽ thể hiện tốt phần thi của mình và em cũng sẽ cố gắng tập tành rất là nhiều, học hỏi về nhân vật và cũng nhờ sự chỉ dạy của tất cả các cô chú anh chị xung quanh. Và em xin hứa em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể biểu diễn tốt phần thi lần này để gửi đến một tác phẩm chỉnh chu và tốt nhất trong khả năng của em. Thí sinh Biện Thị Kim Thuy sinh ra ở vùng đất Bạc Liêu, cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Cao Văn Lầu, sở hữu sắc vóc đẹp thon thả, chất giọng ngọt ngào và là một thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi Bông Lúa Vàng, tỏa sáng tài năng cải lương, đã chinh phục được số điểm cao ở vòng chỗ đồng. Và đến vòng lúa vàng, Kim Thi sẽ thử tài qua trích đoạn cải lương nào đây? Xin chào quý vị khán giả, em tên là Biện Thị Kim Thuy, 19 tuổi và hôm nay em rất là vui mừng cũng như rất là háo hức khi một lần nữa được gặp lại quý khán thính giả tại vòng thi lúa vàng cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương Bông Lúa Vàng năm 2021. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhà tài trợ, ban tổ chức cũng như là ekip cuộc thi đã luôn tạo mọi điều kiện để các cô chú anh chị thí sinh được tiếp tục tỏa sáng tài năng của mình trong suốt thời gian vừa qua ở một hoàn cảnh rất là đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Và đặc biệt em xin tri ân sâu sắc đến quý khán thính giả đã luôn ủng hộ, yêu thương và những tin nhắn bình chọn cho em cùng các cô chú anh chị thí sinh. Ở vòng thi lúa vàng, em sẽ dự thi trích đoạn Cô Gái Sông Vàm, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Lộc và Hoàng Song Việt. Em nghĩ đây là một tác phẩm dự thi phù hợp với em về nội dung ý nghĩa lẫn cách ca diễn. Như ở các vòng thi trước, em luôn chọn những bài vọng cổ về tình cảm gia đình thì ở vòng này em cũng muốn lấy sự may mắn trước đó khi chọn một đề tài cũng gần tương tự như vậy khi có nội dung về cả tình cảm gia đình và quê hương đất nước vì em nghĩ chủ đề này sẽ phù hợp với lứa tuổi hiện tại của em và em cảm thấy đây là một trích đoạn rất là ý nghĩa. Và quý khán thính giả ơi, em mong là sẽ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho em cũng như là các thí sinh còn lại. Hãy vẫn luôn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho cuộc thi Bông Lúa Vàng nhé. Xin cảm ơn. Thí sinh Võ Thị Mảnh, cô gái quê hương Cà Mau với giọng đánh lót cao vút, bốc dáng duyên dáng đã chinh phục được ban giám khảo với số điểm khá cao, đến vòng lúa vàng với nhiều cảm xúc. Dạ, em xin chào. Trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến chương trình, ban tổ chức đã tổ chức ra cuộc thi Bông Lúa Vàng để cho em và cũng như tất cả các thí sinh khác có niềm đam mê bộ môn sân khấu cải lương được thử sức khả năng của mình. Dạ, và cái đó thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý thính giả, bạn bè, anh em gần xa thời gian qua đã luôn ủng hộ và bình chọn cho em và cũng như tất cả các thí sinh khác. Và cảm xúc của em lúc này em rất vui và hạnh phúc khi biết mình được lọt vào vòng thi tiếp theo. Đó cũng là một nguồn động lực lớn đối với em để em có thể bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Khi biết mình đã được lọt vào vòng thì em, bản thân em cũng sẽ
cố gắng tìm những cái trích đoạn phù hợp với giọng hát cũng như khả năng biểu diễn của em. Em sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt phần thi của mình. Em cũng rất mong các quý thính giả gần xa hãy yêu thương và ủng hộ cho em và cũng như tất cả các thí sinh khác. Dạ, và một lần nữa em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến chương trình, ban tổ chức và các quý thính giả gần xa, bạn bè được thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Em xin chào. Thí sinh Tạ Quốc Khánh ở xứ sở Kiên Giang, vùng đất biển Tây Nam Tổ quốc. Quốc Khánh đã có nhiều cố gắng, đầu tư, thể hiện hình ảnh có chất liệu phù hợp, đã chinh phục được ban giám khảo ở vòng trổ đồng. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả đang nghe và xem đài gần xa của chương trình Tỏa Sáng Tài Năng Cải Lương Giải Bông Lúa Vàng năm 2021. Em tên là Tạ Quốc Khánh, số danh 121. Em đến từ quê hương Kiên Giang. Em rất là vui và hạnh phúc khi được ban tổ chức thông báo mình đã được vào vòng lúa vàng của chương trình Tỏa Sáng Tài Năng Cải Lương Giải Bông Lúa Vàng năm 2021. Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện cho em và tất cả những thí sinh còn lại hoàn thành tốt phần thi của mình, cho dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất là phức tạp. Thứ hai, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo đã đưa ra những lời nhận xét và góp ý để cho chúng em được hoàn thiện hơn để sau này theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình. Và thứ ba, em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả gần xa đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng em và tất cả những thí sinh còn lại. Thứ tư, em xin chân thành cảm ơn ekip của chương trình Giải Bông Lúa Vàng. Đến với vòng thi này thì em xin dự thi một lớp trích đoạn trong vở tuồng Máu Nhuộm Sân Chùa của tác giả Yên Lan. Em rất là hồi hộp khi mình đăng ký cái lớp trích đoạn này. Tại vì trước đây thì em chưa từng bao giờ mà đứng trên một cái sân khấu lớn của giải như là Giải Bông Lúa Vàng để diễn một cái lớp trích đoạn. Cho nên em rất là hồi hộp. Nhưng mà dù sao thì em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng kỳ vọng của ban giám khảo và quý vị khán giả. Và cuối cùng em xin kính chúc cho ban tổ chức, ban giám khảo và quý vị khán giả gần xa cùng ekip của chương trình thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Lê Thị Nhung, một cô gái quê hương Tây Ninh, đam mê ca hát từ nhỏ. Lê Thị Nhung có chất giọng mộc khá lạ, tự tin và chịu khó học hỏi, tập luyện để đến cuộc thi Bông Lúa Vàng. Vì vậy Lê Thị Nhung được đánh giá cao về hai clip dự thi ở vòng trổ đồng để đến với vòng lúa vàng. Kính chào ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình Bông Lúa Vàng, cuộc thi Tỏa Sáng Tài Năng Cải Lương do đài VOH tổ chức và sự tài trợ của công ty phân bón Bình Điền. Em tên Lê Thị Nhung, số báo danh 141. Em rất vui và hạnh phúc khi được bước tiếp vào vòng lúa vàng. Khi ở vòng trổ đồng, em đã chọn cho mình hai ca khúc. Đó là bài Tân Cổ Đau Xót Lý Chim Quyên, sáng tác lời nhạc của Vũ Đức Sao Biển là vọng cổ Anh Kiệt và thể điệu cổ bản Mảnh Đất Yêu Thương của tác giả Hoàng Oanh. Đây là hai ca khúc mà em rất là yêu thích. Sau khi mà em hoàn thành phần dự thi của mình thì các quý cô chú ban giám khảo đã nhận xét là giọng hát của em dễ thương, hát tốt. Nhưng mà về phần chọn bài ca thì em đã chọn bài Tân Cổ, nó quá khó, nó không có phù hợp với chương trình thi. Đó là một bài ca dành để biểu diễn. Nhưng em được quý thầy cô, quý cô chú trong hội đồng giám khảo chỉ dẫn cho nhiều kinh nghiệm, nhiều cách chọn bài hát hơn để em làm hành trang mang theo đi trên con đường nghệ thuật của mình. Sắp tới đây, khi thi vòng lúa vàng, em sẽ chọn cho mình một trích đoạn, đó là Ánh Sáng Phù Du
của soạn giả Hữu Lộc và Kha Tuấn. Đây là một trích đoạn em rất là yêu thích, bởi trong trích đoạn nói về một người con gái cũng khiếm thị, có lẽ nó phù hợp với em. Và em cũng đã nghe nhiều quý cô chú, quý các cô đi trước diễn tuồng này rất là hay, nên em đã chọn tuồng này để dự thi sắp tới. Sau khi em biết mình đã lọt vào vòng lúa vàng thì mỗi ngày em đều nghe các cô hát lại và tập hát nhiều. Rất hy vọng là sắp tới đây em sẽ có một phần dự thi thật là tốt để phục vụ quý bà con cô bác. Vì không có điều kiện nên em đến với cải lương và được học hỏi cải lương hơi muộn một chút, còn nhiều thiếu sót, nên rất mong nhận được sự bỏ qua và sự chấp nhận của tất cả quý bà con cô bác gần xa. Em hứa sẽ cố gắng tập luyện rèn luyện mỗi ngày để trở thành một Lê Nhung hát cải lương hoàn hảo hơn, hát hay hơn trong trái tim của mọi người đã dành cho em. Em xin cảm ơn. Thí sinh Hà Mộc Linh đến từ quê hương Tây Ninh với chất giọng ngọt ngào, chắc nhịp. Hà Mộc Linh gửi hai clip dự thi vòng trổ đồng được đánh giá cao của ban giám khảo. Được đến với vòng lúa vàng, thí sinh Hà Mộc Linh có lời chia sẻ. Tôi tên là Hà Mộc Linh, quê hương tôi ở Tây Ninh. Tôi đến với cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương bông lúa vàng năm 2021. Hà Linh xin cảm ơn ban giám khảo và quý khán thính giả đã yêu mến Hà Linh. Hà Linh rất là vui và hạnh phúc đã được lọt vào top 12 dòng lúa vàng. Hà Linh xin hứa là sẽ chuẩn bị cho thật tốt và diễn cho thật hay cho tiết mục sắp tới đây. Hà Linh xin ban giám khảo và quý khán thính giả hãy yêu thích Hà Linh như những dòng thi trước. Hà Linh xin chân thành cảm ơn ban giám khảo và quý khán thính giả. Thí sinh Lưu Thế Ngự, một chàng trai ở Sóc Trăng sở hữu chất giọng tốt. Qua hai clip dự thi gửi đến vòng trổ đồng, thí sinh Lưu Thế Ngự được số điểm khá cao của ban giám khảo. Và bạn Thế Ngự sẽ thể hiện như thế nào ở vòng lúa vàng cuộc thi bông lúa vàng năm nay? Kính chào quý vị khán giả và ban tổ chức của cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương bông lúa vàng năm 2021. Em tên là Lưu Thế Ngự, số danh 158, đến từ tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay em rất là vui và hạnh phúc khi được bước tiếp theo vào vòng lúa vàng của cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương bông lúa vàng năm 2021. Hiện tại Thế Ngự và bạn phụ diễn đang ráo riết để tập luyện cho tiết mục trích đoạn cải lương sắp tới. Nếu quý vị khán thính giả muốn biết đây là tiết mục gì, xin hãy đón xem ở vòng lúa vàng nhé. Thế Ngự cũng mong là đây là một cái tiết mục sẽ đem lại nhiều cảm xúc và cũng như là một món ăn tinh thần gửi đến quý khán thính giả mộ điệu cải lương gần xa. Thế Ngự xin trân trọng cảm ơn. Xin Nguyễn Thanh Vương, gương mặt khá quen thuộc cuộc thi bông lúa vàng, xuất thân quê hương ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Năm nay Thanh Vương đã có cải biến khá chất lượng về giọng ca, đã vượt qua vòng trổ đồng nhờ chiếc vé bình chọn yêu quý của khán thính giả. Thanh Phương sẽ dự thi như thế nào ở vòng lúa vàng năm nay? Thanh Phương kính chào quý vị khán thính giả. Thanh Phương rất là vui khi được đi tiếp vào vòng lúa vàng của vòng lúa vàng tổ sách là cải lương 2021. Đến với vòng thi này thì Thanh Phương sẽ dự thi một vở cải lương kinh điển của tác giả Hoàng Xuân Việt, Không Làm Cát Bụi. Cái vở này thì Phương cũng tình cờ nghe cũng đôi lần thôi, nhưng mà mình thấy ngay là rất là hợp với bản thân của mình, nên là mình sẽ cố gắng hết mình, sẽ diễn hết mình để không phụ lòng cho tất cả những người khán giả để yêu thương và chọn cho Thanh Phương. 10 thí sinh Huỳnh Thanh Liêm đến từ quê hương Trà Vinh có một chất giọng khá hay qua thể hiện hai vòng thi cuộc thi bông lúa vàng 2021. Không biết ở vòng lúa vàng thí sinh Huỳnh Thanh Liêm sẽ giữ phong độ như thế nào, có tính đột phá để bước tiếp hay không? Em rất vui khi được lọt vào vòng lúa vàng của giải bông lúa vàng năm 2021. Ở vòng trổ đồng, em dự thi hai tiết mục. Tiết mục thứ nhất là 34 câu phú lục, bá nha tử kỳ và bài vọng cổ ga buồn của soạn giả Ngô Hồng Khâm. Em rất vui khi được ban giám khảo chọn em vào vòng lúa vàng của giải bông lúa vàng năm 2021.
Đến với vòng lúa vàng năm 2021, em sẽ dự thi với trích đoạn là trích đoạn Bến Cũ của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Trích đoạn này Thanh Liêm sẽ diễn cùng với nghệ sĩ Mai Phương. Em xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt vai diễn một cách hoàn thiện nhất. Thí sinh Nguyễn Hoàng Nam, quê hương Sóc Trăng. Hoàng Nam là một giọng ca mới của bông lúa vàng năm nay. Với đam mê ca hát, nghệ thuật sân khấu cải lương nên đã mạnh dạn đến với cuộc thi bông lúa vàng. Hoàng Nam đã tỏa sáng ở các vòng trổ đồng với số điểm khá cao, được khán thính giả bình chọn để tiếp tục đến với vòng lúa vàng. Hoàng Nam có tiếp tục tạo được ấn tượng khác biệt ở vòng thi lúa vàng hay không? Hoàng Nam xin kính chào quý vị khán giả. Hoàng Nam đến từ quê hương Sóc Trăng. Nam rất là vui khi biết mình đã lọt được vào vòng lúa vàng. Trong cái niềm vui đó thì cũng có một sự hồi hộp. Nam rất là hồi hộp và khi mà bước lên sân khấu của lúa vàng thì đó là hầu như là tâm lý chung của tất cả các sinh. Không riêng gì Nam, nhưng Nam cũng rất là hồi hộp vì mình không biết để lựa chọn một tiết mục nào đó để mà dự thi, để mà thuyết phục được ban giám khảo ở điểm cao nhất để mình có thể bước vào chung kết. Mong là Nam rất mong được sự ủng hộ từ tất cả các anh chị và toàn thể quý vị khán giả gần xa ủng hộ cho Nam. Nam cũng xin hứa cố gắng nỗ lực hơn nữa để có một cái tiết mục dự thi bông lúa vàng và xuất sắc để cho quý vị khán giả và anh chị luôn yêu thương nhau trong thời gian vừa qua được hài lòng nhất. Ở vòng thi lúa vàng, thí sinh sẽ trình diễn phần dự thi một trích đoạn tuồng cổ hoặc là cải lương và thời gian dành cho một tiết mục là từ 12 đến 15 phút. Trong vòng lúa vàng này, đòi hỏi kỹ năng ca hát và diễn xuất phối hợp với bạn diễn để hoàn thành trọn vẹn nhân vật. Câu chuyện của vở tuồng trích đoạn cải lương là một thử thách không nhỏ của các thí sinh. Trưởng ban giám khảo Huỳnh Cải cũng đã có một số chia sẻ. Về cái các bạn mà được vào vòng trong, tức là từ 18 bạn mà đi vào trong thì được chọn 12 bạn đi vào vòng trong, thì 12 bạn đó, 12 thí sinh đó sẽ thực hiện biểu diễn một trích đoạn cải lương. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái trích đoạn cải lương đó rất là khó khăn cho các bạn, bởi vì các bạn đa số là chưa có được học trường lớp cũng như là chưa có được thầy hướng dẫn chỉ dẫn, thì các bạn cố gắng mình làm sao để mình tìm một cái video clip nào trước đó. Những cái thần tượng của mình hát cái chập cái lương đó mình học theo trước khi mình nhờ tới cái người đạo diễn chỉ dẫn cho mình, đó là cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà nói tụ trung thì trong đó chúng ta cũng phải quan tâm tới các cái câu vọng cổ mình ca trong đó, những bài bản mình ca sao cho nó đúng nhịp, hơi điệu cho nó rõ ràng, thì cái đó là cái điều rất quan trọng. Tuy nhiên cái trang phục cũng như là các cái diễn xuất nó cũng góp phần rất là lớn trong cái việc mà gây ấn tượng đối với khán giả cũng như là tạo cái cảm xúc cho ban giám khảo đánh giá mình cao. Đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn thí sinh trong những vòng sau. Vòng lúa vàng được ví như vòng thi bứt phá, thí sinh phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có mặt ở chung kết xếp hạng. Các thí sinh sẽ trình diễn trích đoạn cải lương như thế nào? Xin mời tất cả quý vị đón xem vào khung giờ quen thuộc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài liên kết. Xem xong phần ghi nhanh của vòng trổ đồng, quả thật là một vòng thi nhiều cảm xúc và các thí sinh cũng phải trải qua rất nhiều các thử thách để có thể vượt qua được vòng trổ đồng và có mặt tại vòng thi lúa vàng. Ngay giờ đây thì các thí sinh đã có cơ hội để quay trở lại với Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH để tập luyện cho phần thi của mình trong vòng lúa vàng. Và thí sinh nào đây đang tập luyện sau lưng Lê Nhi? Lê Nhi cũng đang có mặt tại hiện trường và mong muốn được cho quý vị thấy không khí tại phòng tập ngay lúc này. Lê Nhi xin được chào hai anh chị ạ. Chúng ta có thể trò chuyện một chút xíu để quý vị khán giả, thính giả có thể biết là mình đang luyện tập như thế nào. Đầu tiên là chắc là mời anh sẽ giới thiệu về bản thân mình cũng như chắc là bạn diễn của mình bên cạnh đúng không ạ? Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Mình tên là Nguyễn Thành Phường, quê quán Kiên Giang, hiện tại đang công tác tại Sóc Trăng. Phường rất là vui được vào vòng tiếp theo là vòng lúa vàng của
chương trình Bông Lúa Vàng Tỏa Sáng Tài Năng Cải Lương 2021. Dạ. Đây là bạn diễn của em ạ. Dạ, đây mình giới thiệu luôn bạn diễn của mình để mọi người biết được không? Dạ, chào mọi người, đây là nghệ sĩ Thiên Dung ạ. Rất là vui vì mình được trở lại với Bông Lúa Vàng và tham gia buổi diễn cho anh Cường. Thiên Dung cũng là từng là thí sinh của cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2001. Và thời điểm đó là Thiên Dung cũng may mắn được cái giải là thí sinh nhỏ tuổi đặc biệt hát hay nhất. Dạ, và hôm nay rất là hạnh phúc vì mình cũng là một đứa con sinh ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng và được quay trở về đây để tham gia và hỗ trợ cho anh Cường. Và hy vọng rằng là Dung sẽ truyền một chút xíu gì đó, một cái năng lượng và cái lửa cho anh để anh có thể tỏa sáng trong cái vòng thi sắp tới của mình. Ngay giờ đây nếu mà hỏi thí sinh Thanh Phường về các đối thủ còn lại của mình thì mình có cảm nghĩ như thế nào ạ? Dạ năm nay thì tôi thấy là tất cả các bạn ai cũng có nhiều cái tài năng lắm, nhưng mà riêng bản thân Phường và tất cả các thí sinh thì chúc tất cả mọi người hãy cùng nhau và tỏa sáng hết mình trên sân khấu vòng đấu vàng. Được biết là thí sinh Thanh Phường cũng là một trong những thí sinh được lượt bình chọn của quý vị các khán giả rất là cao nên là mới bước vào vòng đấu vàng. Thì thời gian qua mình có phải vất vả để kêu gọi mọi người bình chọn cho bản thân mình lắm không, hay là cái sự yêu thích đó, yêu mến đó mình đã xây dựng từ trước đến giờ rồi? Dạ cái sự nói chung là cái sự yêu mến thì bản thân Phường cũng như bạn Facebook hoặc khán giả thì cũng họ cũng biết mình một chút, và thêm nữa mình cũng làm công ty đó. Anh em mình cái công ty thì ai cũng biết mình hát cái lương hết rồi. Nên là họ luôn ủng hộ à. Tức là bình thường mình cũng đã xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình rất là tốt đúng không? Nhắc tới Thanh Phường là người ta biết là anh thì ca hay lắm. Dạ. Cái này cũng là một điều nữa mà các thí sinh tham gia kêu gọi bình chọn của một điều rất là thú vị đúng không ạ? Để cho mọi người biết, quảng bá cho mọi người biết rằng là tôi đi thi Bông Lúa Vàng, mọi người hãy ủng hộ tôi đi. Dạ, để tôi có thể có nhiều động lực hơn để tiếp tục thi trong vòng của bạn. Nếu mà bây giờ tiết lộ chút xíu về tiết mục thì có tiết lộ được không ạ? suy nghĩ 3 giây. Dạ. Bây giờ Thanh Phường tiết lộ cho tất cả quý vị khán thính giả biết là đây là một cái loại cái lương rất là nổi tiếng của tác giả Hoàng Xuân Việt. Còn có gì thì mong tất cả quý vị khán giả sẽ theo dõi trực tiếp trên vòng của bạn. Và ngày hôm nay thì cái cảm xúc khi mà mình không phải đi online nữa, quay trở lại được tập nhờ thì mình cảm thấy trong lòng của mình như thế nào? Dạ nói chung là thi trực tiếp thì nó cũng hơi chút là học, nhưng mà thì không chỉ đi bản thân Phường mà tất cả các thí sinh đó muốn trực tiếp trên sân khấu thì cái máu này nó sẽ, cái máu lửa đam mê nó sẽ trỗi dậy nhiều hơn. Còn hát online thì nó cái vấn đề mà sân khấu làm cho cái bản thân mình nó không có được phát huy hết mình. Còn chị Dung thì sao ạ? Mình có khó khăn gì không khi mà kết hợp với bạn diễn của mình? Dạ thì bữa nay cũng là buổi đầu tiên Dung gặp anh Phường luôn, cũng biết anh qua bên những cái mạng xã hội rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới đối diện với nhau. Anh mời thì anh có nói là em gặp anh ngoài đi rồi em sẽ bất ngờ. Thì khi mà gặp anh hỏi em có bất ngờ không? Có, em có bất ngờ là anh đẹp trai hơn. Chịu mát dạ rồi. Và thật ra thì cái kịch bản này thì cũng là một kịch bản mà cách đây khoảng 10 năm về trước Nhung cũng đã từng diễn rồi. Và hôm nay Nhung được anh mời và lại tham gia lại vào cái vai diễn cũ thì Nhung cũng cảm thấy là mình rất là thích, vì mình sẽ coi lại là khoảng 8 năm về trước mình diễn như thế nào và bây giờ mình diễn ra làm sao. Nhung vừa hỗ trợ cho anh, nhưng bản thân Nhung là mình cũng sẽ học hỏi thêm nữa trong một cái vai diễn mà mình lại diễn đến lần thứ hai thì nó phải khác với lại 8 năm về trước như thế nào. Và bên cạnh đó thì theo Nhung biết là anh Phường cũng chưa có quen cái lối trình diễn của sân khấu thì anh cũng sẽ có cái trở ngại của riêng anh. Thì Nhung thấy nãy giờ có anh Thanh Lự, anh cũng hỗ trợ rất là nhiều, chỉ dạy cho anh Phường cũng rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì Nhung với anh Lự sẽ cùng với nhau góp ý và cũng như là sẽ cùng với anh đồng hành để mà hoàn thành cái vở diễn một cách trọn vẹn và những hay hơn nữa thì mình xuất sắc nó luôn để không phụ lòng của tất cả mọi người. Hai người dàn cái nè để coi như là mình cố gắng. Yeah. Dạ thưa quý vị, đang thấy là ở đây có thêm một thí sinh nữa đang rất là chăm chú để mà coi lại kịch bản của mình. Dạ, bạn có thể giới thiệu chút xíu cho mọi người biết là bạn tên là gì, mình chọn tiết mục như thế nào cho vòng thi tiếp theo không? Dạ, em chào chị Lê Nhi, chào tất cả quý vị khán thính giả. Em tên là Nguyễn Quốc Đồng, số báo danh của em là 117. Và đến với vòng lúa vàng thì em cũng chọn một cái trích đoạn cải lương khá là nổi tiếng. Quý vị sẽ được biết khi mà tham gia theo dõi chương trình.
À dạ. Dạ. Như vậy thì ngày hôm nay bạn lên tập thì có bạn diễn không? Dạ, sáng nay thì em đã lên từ rất sớm và đã được đạo diễn Thanh Lựu hướng dẫn cho tập đầu tiên luôn. Và sau khi tập thì hai bạn diễn của em đã về trước và riêng em thì ở lại để mình chỉnh sửa kịch bản sau khi mà mình lên sàn tập. Rồi mình ở lại mình nghiên cứu và học hỏi mấy anh chị và đồng thời mình tranh thủ đến cuối giờ sẽ hỏi đạo diễn thêm chút xíu để đạo diễn hướng dẫn thêm riêng cho mình á. Dạ. Sáng nay mình có quan sát thấy là bạn cùng với đạo diễn tập rất là máu lửa. Dạ, có phải là quay trở lại đây mình vui lắm không? Dạ, thật sự mà vô được tới cái vòng này á thì không phải riêng bản thân em đâu mà tất cả 12 thí sinh ai cũng vui, nhưng mà bên cạnh nó cũng rất là hồi hộp và rung. Không biết là vòng này, tức là những vòng trước thì mình thi online rồi, nhưng mà qua tới vòng này và thi trực tiếp trên sân khấu mà là một những cái trích đoạn cái lương rất là khó nữa, thì phải nói là vừa vui và vừa rất là hồi hộp và lo lắng, và ai cũng hy vọng là mình sẽ có một cái tác phẩm dự thi thật là tốt để mình có thể biết bước tiếp vào vòng trong. Dạ. Với tiết mục của mình thì mình đã chuẩn bị những gì rồi và được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, tiết mục của em thì từ trước khi lên sàn tập của vòng thi Bông Lúa Vàng thì em đã nghiên cứu và em tập đi tập lại ở nhà rất là nhiều, cùng với lại hai anh chị phụ diễn thì hai anh chị đó cũng có nghề là bà hướng dẫn cho em trước, rồi mình tập lối ca, lối diễn và cách hội. Nhưng mà khi vào đây thì đạo diễn cũng sửa cho mình rất là nhiều, tại vì mình diễn cũng chưa có được tốt á, thì vào đây đạo diễn cho mình thêm những cái mảng miếng, những cái hội, những cách diễn thì mình cảm thấy tự tin hơn. Dạ. Bạn kỳ vọng như thế nào ở cuộc thi của mình ở vòng thi này? Kỳ vọng lớn nhất của em đó là vòng thi của em hoàn thành thật là tốt và được khán giả yêu thích, đặc biệt là được số điểm thật là cao từ ban giám khảo. Bây giờ mà quay trở lại sân khấu diễn trước mặt ban giám khảo giờ rồi, bạn nghĩ nó có rung hơn không? Dạ, em nghĩ là sẽ rất là rung, tại vì sáng nay tập thôi mà đã có đạo diễn dựng nè, rồi có các anh chị trong nghề dạy, rồi các anh chị trong ban nhạc cũng hướng dẫn, thì khi mình vào nhân vật là mình đã bắt đầu có cảm xúc rồi và nó cũng có rung nữa. Nhưng mà em khi mình lên sân khấu trực tiếp á, mình có đèn sân khấu rồi âm thanh hỗ trợ phục trang các kiểu thì nó sẽ rất là rung. Rung nhưng mà nó vẫn có một cái sự phấn khích đúng không? Dạ, đầu tiên thì em nghĩ khi lên thì sẽ rung thôi, nhưng mà khi đã nghe được cái tiếng đàn cất lên á thì kiểu như trong người mình nó đã có máu lửa rồi, là bắt đầu mình sẽ lấn át cái rung đó và bắt đầu mình như mình vào vai rồi á thì mình sẽ diễn thật là tốt. Bạn có thể tiết lộ thêm chút xíu nữa về phần thi của mình được không? Tức là mình sẽ có nhân vật gì và mình vào vai nào? Dạ, đối với Vòng Lúa Vàng thì em chọn nhân vật đó là vai Vịnh trong vở Cải Lương Hòn Vọc Thu của tác giả Lưu Văn Quang Vũ, chuyển thể Mộc Linh. Và với cái vai này thì em cảm thấy nó rất là khó, vì nó đòi hỏi cái cảm xúc và khắc họa lên cái hình ảnh nhân vật nó rất là khó. Bên cạnh đó thì nhân vật của em nó cũng đấu tranh nội tâm rất là nhiều, và nói chung cũng nhờ ban giám khảo góp ý từ những vòng trước, rồi đến vòng này thì có đồng diễn muốn rồi ban nhạc hỗ trợ rất là nhiều, thì em mong là mình có thể làm tốt thi của mình qua nhân vật này. Và để mà tham gia cuộc thi ngày hôm nay cùng với Vòng Lúa Vàng thì không biết là về cái thời gian cá nhân của mình có phải sắp xếp công việc của mình nhiều lắm không? Dạ, hiện tại thì em cũng có rất là nhiều công việc ở bên ngoài, tuy nhiên khi nhận được cái lịch tập rồi lịch chạy sân khấu cũng như là lịch thi thì em đã sắp xếp mọi công việc để mình tập trung hoàn toàn vào thi, khi nào thi xong đi rồi tính tiếp. Dạ, vậy thì chúc cho bạn sẽ tập thật là tốt ha, để cống hiến hết mình cho vòng thi lúa vàng. Dạ, bạn có nói một lời gì đó đến với các thí sinh còn lại cũng thi với bạn ở vòng này không? Dạ, trước tiên thì em xin chúc cho 11 anh chị thí sinh còn lại cũng thật là tự tin và có một cái tác phẩm thật là tốt, và anh em mình sẽ cố gắng hết mình ở vòng thi này để có hai tác phẩm thật là xuất sắc gửi đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh và chúc anh hoàn thành tốt bài thi của mình nha. Dạ, Nhi đang ngồi cạnh nhạc sĩ Thanh Tâm là người sẽ hỗ trợ các thí sinh trong phần đàn vọc can và hỗ trợ các thí sinh có một cái phần viết hay nhất để diễn. Không biết là ngày hôm nay thì mình tập dượt với các thí sinh thì mình cảm thấy như thế nào thì cảm ơn. Hôm nay trở lại Vòng Lúa Vàng, Thanh Thanh thấy là rất là vui với lại thoải mái khi mà tập dượt có mặt thí sinh nào vui hơn. Đó là nó cũng kiểu như dễ dàng cho mình tập dượt đâu. Rồi còn cái vòng mà thi online mình thấy cũng hơi buồn. Vì thí sinh mình phải chấp nhận nó khó khăn, cũng hơi khó khăn đó là không có được trực tiếp dợt với nhau, mà mình cũng ráng cố gắng đó.
cố gắng để cho gửi những cái bếp nhạc á về cho thí sinh. Mình hy vọng là làm kiểu như cho tròn vậy đó, và cho thí sinh dễ ca hát nữa. Nhưng mà thấy cũng tròn, cũng mừng. Đó, và trở lại vòng này trực tiếp tập vợt được thí sinh đó, thấy dễ dàng hơn đó, cho thí sinh rồi nữa, với dễ dàng cho nhạc sĩ mình rồi nữa luôn nữa. Để mà phối hợp ăn ý, ăn rơ với ban nhạc á, chị có cái tiếp, có cái lời nhắn nho nhỏ nào với các thí sinh không ạ? Nhắn các bạn cố gắng ở nhà phải học thuộc tuồng đó, để vô cho tập dượt cho nó dễ dàng hơn, trong thuộc tuồng đó là nó có hồn để diễn á. Tới giờ đó rồi. Cảm ơn chị Thanh Tâm rất nhiều ạ. Thưa quý vị, Lê Nhi cũng quan sát thấy là không chỉ là các bạn thí sinh đang làm việc, đang tập dượt cực lực, mà nãy giờ cũng như các bạn thí sinh có nói thì đạo diễn Thanh Lựu cũng là người hỗ trợ cho các bạn rất là lớn trong phần diễn cũng như là phần dàn dựng tiết mục. Ngay giờ đây Lê Nhi sẽ xin phép được trò chuyện với đạo diễn Thanh Lựu. Dạ, xin chào anh ạ. Xin được chào đạo diễn Thanh Lựu. Dạ, chị Lê Nhi. Dạ, Lê Nhi được biết là anh cũng đã đồng hành với cuộc thi Bông Lúa Vàng trong nhiều năm rồi, nhưng mà năm nay quay trở lại cùng với VOH, với đài VOH và mang khẩu trang như thế này để mà đồng hành với các thí sinh, chắc là cảm giác của các bạn thôi. Nói chung cũng bình thường thì tại tất cả luôn, cũng như các bạn nên là tất cả mọi người trong chương trình đó đều phải mang khẩu trang để giữ cho mình cái chuyện mà lây nhiễm cho nó tốt. Nhưng mà có cái là khi mình làm việc, mình cố gắng mình nói to rồi mình làm động tác được rõ rồi các bạn nắm hết. Anh thấy là các thí sinh năm nay thì quay trở lại chất lượng như thế nào, và anh đánh giá như thế nào cái việc các bạn chuẩn bị các bạn ở nhà? Do là năm nay mình có một sự thay đổi trong cái bước thi, tức là mình không ra được, không còn biểu diễn trực tiếp để nghe đến khán giả, cho nên vì vậy nên các thí sinh, ban tổ chức đã tạo điều kiện để chuẩn bị trước, cho nên luôn thấy là các bạn đã chuẩn bị những trích đoạn rất tốt, trích đoạn lạ, và các bạn chọn những cái đoạn khác. Với các thí sinh năm nay thì không biết là anh có những cái dặn dò hay những cái lưu ý nào để cho các bạn chuẩn bị và tốt cho bài thi của mình? Luôn mong rằng là các bạn thí sinh chú hết sức, tức là các năm trước mình có thời gian để tập, và tức là kéo dài thời gian, cho nên nó đỡ hơn. Còn bây giờ thì do là phải quay hình liền để cho ban tổ chức ở chỗ, cho nên cái thời gian để mà chuẩn bị nó hơi gấp, cho nên mong là các bạn thí sinh cố gắng học kỹ cái tiết đoạn, tập kỹ lời ca, nhịp và những cái đường dây biểu diễn. Rồi nói chung là không cần các bạn diễn hiện được cái vai diễn cho cái lớp diễn cho nó tốt, để hoàn thành cái phần thi của mình cho tốt. Dạ, cảm ơn anh. Còn về việc là chuẩn bị đạo cụ rồi trang phục các thứ khác nữa cho các thí sinh thì có gặp phải khó khăn gì không ạ? Sau 3 ngày tập cho các thí sinh thì mình tổng kết và mình báo qua cho phụ trang đạo cụ, mình đã chuẩn bị trước rồi, cho nên nó cũng đỡ không đến nỗi nào. Bây giờ chỉ mong là các thí sinh cố gắng là về nhà, ngoài cái tập ở đây về nhà phải ráng luyện thêm, phải học tuồng cái kỹ để đừng để bị quên, thì cái chương trình thi của các bạn sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh ạ, hy vọng là có sự đồng hành của anh thì các tiết mục sẽ trở nên mượt mà chuyên nghiệp hơn, và các thí sinh sẽ gây nhiệt thật là tốt đầu tiên của mình ạ. Xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và bây giờ đây, mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình Bông Lúa Vàng sẽ phát sóng tuần này. Thưa quý vị, như vậy là các thí sinh của chúng ta cũng rất là vui mừng, cũng như là đã có những sự chuẩn bị nhất định để vào Bông Lúa Vàng năm nay. Hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả quý vị thính giả những tiết mục đặc sắc. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị cùng đến với những phần dự thi của 6 thí sinh còn lại đã xuất sắc vượt qua vòng trổ đồng đến với vòng đấu vàng năm 2021. Thí sinh đầu tiên sẽ mang đến tiết mục trình diễn trong buổi thi trổ đồng ngày hôm nay là phần thi đến từ thí sinh Lư Thí Ngự, số báo danh 158 với bài tay thi Làm Lại Từ Đầu, tác giả Hùng Dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây, tôi kể cho quý vị nghe về quá khứ tệ hại của tôi. Số là lần đầu tiên tôi tâm tành uống rượu lái rai, thấy cảnh oi mưa say sưa, tôi mới sang qua cái nghề cờ bạc. Chơi điều này có
chơi với mấy ông cả trong làng. Mình là hạng cơ bằng mà được bắt lên cao, chơi với mấy ông già coi bộ về ăn. Tứ sắc bỏ đôi ăn vừa thua giật, chém tứ sắc á, tụi mới sang một sắc sáng bạc cào. Chơi điều này coi bộ ăn mau, nhưng gặp mấy bữa xui bao nhiêu bạn tiền thua sầm. Chuyến này về nhà gắn vợ lấy đôi bông, chưa kịp cầm bán trị giá tại sòng bài, đánh lại đánh qua một hồi thua sạch. Đỏ ngầu con mắt tai nổ lắc rắc lùng bùng, chuyến này về ăn cắp quần lãnh của vợ đi cầm. Vợ tôi có cặp nhạc tôi đá một cái rồi bỏ đi luôn. Cầm bài mà chơi thì có ăn lại ăn qua, hễ đánh bài thì có thấp có cao, thua thiếu người ta bàn đèn hết mong hỏi được. Chuyến này tính kỳ lại gạt vợ nhà, bảo nó ẵm đứa con sang thăm nhà bà ngoại. Vợ tôi nó biết nhưng mà nó đâu có dám cãi, cuộc lòng nó ầm đứa nhỏ đi chơi. Tôi mới nhìn trước nhìn sau, trong nhà không còn một món, chỉ còn cây tủ thờ mình gấm mặt bên, giái gái cha già thương lỗi cho con. Con mang cây tủ thờ mai ra gỡ nợ, bán cây tủ thờ được 7.400.000, trời ơi gặp mấy bữa xui thua chẳng còn một đồng, vợ khóc con la nhà dột bột xiêu, hoàn cảnh còn nước khắc hồng là hơn. Tôi mới mò trong túi vợ tôi đã được còn vài chục bạc, mình ơi đưa anh ke coi có được đồng nào. Mới gậy xong đường mấy chú tay chơi, vừa quăng bài ra thì gặp mấy anh cán bộ. Tôn cổ về làng nước mắt rưng rưng, phạt 7 ngày công còn phải đi chôn bài. Bốn đứa khiêng một cây bài, trời ơi người ta coi đường được, khiêng tới khiêng lui tấm cầm cả tuần. Mấy ông cùng ra công dạy dỗ ngon lành, khuyên anh em mình lo lao động làm ăn. Từ trước tới nay tôi chưa kịp nghĩ suy, người ta sao cũng được như mình, mà người ta khuyên mình đường ngay nẻo thẳng. Nguyện từ nay làm anh chân thật, nguyện từ nay ao ấm cơm no, ra công ruộng rẫy cây cài, tăng gia sản xuất bát bài tôi từng luôn. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ở phần thi thứ hai thì thí sinh Lư Thế Ngự sẽ mang đến bài dự thi Bóng Hình Người Cha, tác giả Tuyết Lan. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cha ơi, nhìn hướng án cha con hai hàng lê nho, cha ở nơi nào có rõ hay không? Nhìn ngọn đèn bên dưới ảnh từ nghiêm, lòng con trẻ dường như dao cắt ruột. Quá công ơi, sao ông bài chi cảnh sinh ly tử biệt, ngắm mùi đau thương
trần gian ở lại một mình con thơ. Cha đã ra đi, đi mãi không về, vợ bỏ con coi cúc một mình, chôn trần gian vàng thao lấn lộn. Còn tình đời thì giả trá điều hoa, không có cha ai là người chỉ dạy. Trong cõi đời con biết sống ra sao, hỡi trời cao có thấu chăng, cách chia lìa tình thâm phổ tử. Con nghe lòng như môi sát kim châm, nhìn lên án hương thân phụ, mà lòng con không ngăn dòng lệ. Bao kỷ niệm như trở lại, nhớ thuở sanh tiền cha cực khổ nuôi con, bao nhọc nhằn cha gánh hết lên vai. Công ơn như núi cao vời, không có cha như thiếu ánh mặt trời. Cha ơi giờ cha đang ở đâu, con nghe lòng con nức nở. Di ảnh của cha nhạt nhòa theo hương khói, cha hỡi cha ơi sao nỡ bỏ con đành. Con như cánh chim non trong mưa gió bão bùng, cha là cõi tùng cho con nương tựa. Nay cõi tùng ngã rồi, cánh chim nhỏ về đâu? Ngoài trời đang lất phất giọt mưa ngâu, mà trong nhà con trái sầu đang dở dùng. Nhìn lên di ảnh con lao dòng nước mắt, nay mất cha rồi là niềm vui đã tắt. Vì những tháng ngày gian lao khó nhọc, vẫn nở nụ cười khi con được điểm mười khoe. Ôi gương mặt rạng ngời với nụ cười tươi, mà những nếp nhăn hiện dần lên khoe mắt. Cha ôm con vào lòng như truyền thêm nghị lực, và vuốt tóc con khờ như trao cả niềm tin. Niềm tin ấy là tình thâm phụ tử, bằng tháng ngày cha vất vả gian lao, được đắp xây bằng tình nghĩa cao vời, nên niềm tin ấy như trường thành kiên.
kia không sụp đổ bởi năm dài tháng rồng, mà bởi sinh ly tử biệt dương trần. Giờ con đã mất cha là mất cả cuộc đời, nay con mới hiểu thế nào tình thâm phụ tử cao một ngàn như ngọn Thái Sơn. Cha vất vả đêm ngày làm mướn làm thuê là để cho con có manh quần tắm áo, giọt mồ hôi kia đã lăn dài trên má là để đổi bát cơm cho con được no lòng. Nhưng giờ đây con như cánh chim lạc đàn, khi trời đang gió giông tơi bời, bông tùng xưa ngã nghiêng đâu rồi. Cha hiền ơi, tình cha ấm áp như dần thái dương, vì con chẳng quán gian lao, chỉ mong ngày con được thành nhân. Ân tình của cha vô cùng cao cả, vất vả nuôi con không mong được đáp đền. Hỡi ai trên đời còn có tình thâm phụ tử, xin hãy giữ gìn quý trọng ngân nêu. Vì tình phụ tử cao vời nhưng giữa cuộc đời không giữ được dài lâu. Phần dự thi của thí sinh thứ ba trong buổi thi ngày hôm nay là đến từ thí sinh Lê Thị Nhung, số báo danh 141, với bài cổ bản Mảnh Đất Yêu Thương, tác giả Hoàng Oanh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Là nông dân sống dưới mảnh vườn thưa ruộng, từ thời ông cha khởi nghiệp khai sơ cho đến tận bây giờ, trải bao đời dài nắng dầm sương, chân đất đầu trần với bao khổ cực để cải tạo vùng đất này. Vùng đất bao đời lầy lội bước chân, thành cánh đồng trải rộng thênh thang, cho cây lúa quằn bông triệu hạt à. Trên quê hương xứ sở của ta, một vùng sông nước thật đậm đà. Tôi mới vừa nhắc lại chuyện đã qua, cái thuở ông cha đã bỏ công gầy dựng, còn bây giờ nhắc lại chuyện gần đây, nói gần vậy chứ cũng đã mấy mươi năm rồi, mình cũng khổ cực mà thôi. Bởi mùa màng chịu bao thiên tai dịch họa, nào là hạn hán sâu rầy cỏ dại, làm cho ta phải khuôn đốn một thời. Nhưng nhờ có đàn soi đường chỉ lối, nông dân ta mới có được ngày nay. Nhắc tôi mới nhớ hồi đó cấy lúa một công chừng mười dạ, rồi chuyển sang cây lúa thần nông, trúng lắm một công á, chừng 15 dạ đến 20. Còn bây giờ nhìn đồng lúa vàng tươi, trúng thì một công á,
chừng 30 và đến 40, ai nấy đều mừng vui. Sản xuất bây giờ không phải chỉ đủ ăn, mà sản xuất còn phải lo xuất ngoại, cho nên ai cũng chọn giống lúa dày hạt mà lại thơm. Vừa bán được giá vừa thu lợi nhuận nhiều, điều đó chắc khỏi cần lo. Đó nên làng xóm mình giờ đã được ấm no. Cái chuyện tôi nói ra đây là sự thật. Hồi trước nông dân mình sống chật vật biết bao nhiêu, mà nay cuộc sống lại đổi thay rất nhiều, không còn cảnh nhà dỗ cột xiêu. Đó là nhờ có đảng nhà nước hỗ trợ, vốn đầu tư để cải tạo lại ruộng vườn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật từng khu, từng hạt giống đến các ngành sâu. Vì vậy ngày nay ta mới có được cánh đồng lúa mượt vườn tược xanh tươi. Giờ đây xóm làng đã đổi thay thật sự, không còn cảnh nghèo nàn như một đời dài nắng dầm sương của ông cha già của chúng ta. Ôi cái dịp đó giờ đã trôi xa, hồi nhìn lại ta từng con đường thênh thang trải rộng, cho đàn trẻ thơ nó nhảy múa tung tăng. Kìa kìa dưới ánh đèn nhà nhà sáng rực, ở nông thôn mà như ở thành đô, cũng đầy đủ điện nước có thiếu gì, cũng tủ lạnh và tivi. Ôi vô cùng sung sướng quá đi, hôm nay ngẫm lại cuộc đời mình, tuy có gian nan khổ cực nhưng cũng không bằng cái thời ông cha đã khởi nghiệp khai sơ. Vì vậy ngày nay ta phải biết quý trọng từng thửa ruộng mảnh vườn nhà, vì chính nó đã dưỡng nuôi bao thế hệ con người của chúng ta như dòng sữa mẹ ngọt ngào yêu thương, mà suốt đời ta phải dâng dường. Ôi quê hương bất tranh đồng mời, dùng sông nước cũ lắm thật đẹp tuyệt vời. Thưa quý vị, tiếp phần dự thi của thí sinh Lê Thị Nhung sẽ là bài Tân Cổ, Đau Xót Lý Chim Quyên, nhạc Phủ Đức Sau Biển, vọng cổ Anh Kiệt. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Như lia kia chưa quen với dấu nhãn lòng nên sầu tư lẻ bàng, còn hai ta người xa kẻ lạ mà nỗi nhớ thương sao dương vấn mãi trong lòng. Không phải là tình nhân cũng không phải giờ dây mà thành người trong mộng, sợi dây tình nào đã trói buộc trái tim yêu như thật nhiều thương.
quen khơi chưa từng bên tiếng giữa những gấm lúa là mà lòng dân khô liêu muốn được cùng ai bước phong trần phiêu lãng. Thank you.
đã trở về cùng sương gió gối chim chẳng đơn mình em dò dò chung mô vòng. Đừng hờn trách làm gì cho chim quyên đau xót, chưa ăn trái nhãn lòng nên chẳng dẹn tình nhau. Tri âm lòng đã gửi trao, xin mời quý vị cùng theo dõi phần dự thi của thí sinh Huỳnh Thanh Liêm, số báo danh 148 với bài Phú Lục, Bá Nha Tử Kỳ, tác giả Cao Hoài Sang. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tiểu phu cắt tiếng
giống mà vậy đổi khác ngón tơ đàn như quyền áo mơ màng càng tỏ rõ bánh phong lên. Với phần dự thi của thí sinh Huỳnh Thanh Liêm sẽ là bài Vọng Cổ Ca Buồn, tác giả Ngô Hồng Khanh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Không, em không phải là Tây Thiên. Sao tôi nhìn lửa đỏ cô tô đài càng thương bông nước từ lá khô. Chiều nay tôi đứng lặng giữa hoàng hôn tàu chuyền bắn đưa em ra lòng tôi bỗng quá sông ra chết lặng buồn chất còi xé không gian ai xé lòng ai tan nát dội bóng tàu đi quốc vàng cuối chân trời. Ga tiễn tàu đi, người tiễn đưa người. Dược vũ môn ngâm mưa buồn qua khung cửa. Xuôi vạn lý trường thành em có nhớ cửu Long Giang. Em có dừng chân bên ải nhạn môn quan. Hãy tìm bóng chiêu quân trong ngàn dặm sang hồ. Tàu đi rồi sân ga bồng bơ vơ. Em xa rồi hồn tôi sao quạnh quê. Thank you.
thành một bậc nhương phi. Nhung gánh lúa là nâng bước chân em, bên cạnh quân dương em quá thật mẫu nghi thiên hạ. Đêm tha hương cô đơn nơi xứ lạ, em có nhớ về sân ga nhỏ tiễn đưa. Chiều nay tôi lại đến sân ga, con tàu nào đưa em tôi trở lại sân ga buồn, nửa hồn tôi dời dời, nửa hồn tôi về đây người xưa vắng bóng, sương phủ trắng sân ga ngỡ như phương trời xa, tuyết trắng người vẫn chờ mong mà người chẳng quay. Tàu dần thủy chung mà người lại lỗi thề, có ngờ đâu tiễn em về bên ấy là lần cuối cùng mãi mãi chia xa. Em lấy chồng nơi phương Bắc mờ xa, em là mẫu nghi không, em đã trở thành nô lệ chồng em đó suốt đời trên xe đầy. Em đẩy đời em vào bóng tối cuộc đời. Chồng xa, lấy chồng xa, con tàu năm ấy qua xe qua đưa người. Bóng chiều rơi, bóng chiều rơi, sân ga giật bóng tàu ơi, hỏi tàu. Trước khi tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng dành ít phút cho đơn vị đồng hành của bông lúa vàng, đó chính là công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về, vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn bộ sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu AT1 giúp cây phục hồi nhanh. Đầu trâu AT2 giúp cây ra hoa đều, đầu trái tốt. Đầu trâu AT3 giúp trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn.
vàng 2021, 12 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng lúa vàng. Đừng đến cúp mạ vàng thật và giải nhất danh giá 100 triệu đồng ngay trước mắt. Cùng đón nghe, đón xem ai sẽ là chủ nhân cúp bông lúa vàng 2021. Chương trình được phát sóng từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2 năm 2022. 14 giờ thứ bảy trên kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, kênh FM 100.4 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, kênh FM 98.4 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, kênh PLTV, Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và kênh truyền hình HTV1. 12 giờ thứ hai, kênh FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. 13 giờ thứ tư, kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Livestream trên website voh.com.vn, fanpage Radio VOH và các fanpage liên kết khác. Cuộc thi bông lúa vàng 2021 với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, tỏa sáng tài năng cải lương. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng xem lại những phần dự thi của các thí sinh đã xuất sắc vào vòng lúa vàng năm 2021. Thưa quý vị, thí sinh thứ 5 trong buổi thi ngày hôm nay là thí sinh Hà Mộng Linh, số báo danh 125 với bài tay thi Tây Ninh quê hương tôi, tác giả Thành Phương. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tây Ninh quê tôi rộn ràng ngày mới dựng xây, phố phường biển sáng niềm vui, cầu mới qua sông đường khang trang mở rộng, công viên cây xanh thoáng mát bờ sông, gió chiều thơm tóc mây bay. Quê hương không còn bóng dáng.
trời Tây Ninh tưng bừng mới vội, xanh mát đường 30 tháng 4, ta đứng hiên ngang làm chủ đời mình, quân dân cùng nhau xây dựng những bước đứng lên chân cứng. Với phần dự thi của thí sinh Hà Mộng Linh sẽ là bài Vọng Cổ Về Quê Ngoại, tác giả Nguyễn Minh Tuấn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dòng sông này chảy giữa lòng tôi như con sông. Lòng đâu dễ gì quên.
ngoại dựng vợ gả chồng. Lệ dung quy ngoại mừng ra nước mắt, đò thành lời đưa dâu về bên lúc. Cùng theo dõi phần dự thi đến từ thí sinh Nguyễn Thanh Phường, số báo danh 131 với bài tay thi Tự hào phụ nữ Việt Nam, tác giả Lý Phụ Duy Phương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ ngàn xưa ghi vào trang sử nhẹ nhàng, nhưng bậc hùng anh đâu chỉ riêng nam nhân hào kiệt, bao gương trung liệt anh thơ quyết đánh đuổi quân xâm lăng, giữ yên bờ cõi non sông, mong quê nhà vui hương âu ca, tiếng trong đồng vang dội mê linh lửa hận ngập trời, cầu nhà nở nước chưa yên, dẫu nữ nhân không thể sống tội lòi. Bên dòng hát vang ngày đêm dân vô nhịp rì rầm, vang bài ca ly hận mây
gian phổ liên lâu thành, tóc thương trang sơ bi hùng quyền thoại một chân nơ dương, treo chính tương đem thân bồ liêu sóng pha, cởi voi trắng phất cờ hô gian, ba quân nghe lời hiệu sinh Nguyễn Thanh Phương. Còn bây giờ hãy tiếp tục đồng hành cùng với thí sinh Thanh Phương với bài vọng cổ Phạm Lãi biệt Tây Thi, cố soạn giả Viễn Châu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngô quốc muôn trùng thăm thầm xa, liều thân cứu lấy nước nô nhà, nàng đi chốn mấy nhiều sương gió, cây cỏ nơi này cùng dòng trắng tà lông bông, nàng ra đi để cho ta mang sầu hận đến muôn đời. Ta sẽ vì ai do do một nàng hãy vào trong nghỉ ăn giấc điệp gì ngoài này tí.
tuyết trắng lạnh lùng rơi. Trên chiếc thuyền rồng lướt sóng đêm nay, có kẻ nhìn trăng mà khẽ khẽ thở dài. Kịp mã hồng đến thế thì thôi, phí bỏ một đời để đền sống hận. Tây Thi ơi, rồi đẩy Trữ La thôn mây nước sẽ đều hiu.
vì người đẹp không bao giờ trở lại. Trở là vắng bóng em rồi, người yêu đâu nữa mong đời tiêu tan. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần dự thi của thí sinh Nguyễn Hoàng Nam, số báo danh 143 với bài tay thi Anh Giải Phóng Quân. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lần gian tên người Giải Phóng Quân, mới nghe qua tôi tưởng người anh vừa lớn vừa cao không ai sánh kịp. Tưởng anh có cái dương dài phù đông, có xương đồng da sắc như người xưa, nhưng anh chỉ là người vị. Chúng ta vừa theo dõi phần dự thi của thí sinh Nguyễn Hoàng Nam, số báo danh 143 với bài tay thi Anh Giải Phóng Quân. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần dự thi thứ hai của thí sinh Hoàng Nam với bài dự thi Tân Cổ, Giây Phút Ngậm Ngùi, cố soạn giả Viễn Châu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
7 năm 9 chiều. Nay về tiểu cần lòng sao xuyên băng quăng. Khi ra đi đang lúc tuổi còn xuân, ngày trở lại tóc xanh đà đêm trăng. Trở lại quê xưa tôi nghe tâm tư ngậm ngùi bao kỷ niệm. Miền đất thân yêu sau mấy lần giao biển vẫn ghi đậm trong tôi muôn thuở nặng ân tình. Lối nhỏ vào thôn tôi lẻ bước một mình, mười mấy năm làm thân diện xứ ngay trở về thăm lại làng xưa. Thôn ấp ngày nào đổ nát quan sơ, nay lại vang lên tiếng hát tiếng đàn. Hôm trúc bên đường cành lá bấp phơ, như đón chào người trở về sông cô. Thì thời lượng dành cho cuộc thi bông lúa vàng tỏa sáng tài năng cải lương với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền cũng đã hết. Chúng tôi hy vọng rằng 14 giờ thứ bảy tuần sau sẽ gặp lại tất cả quý vị trên tần số AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và kênh HT11 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các đài liên kết khác. Quốc Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.